Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm cánh gà chiên roti, đùi gà chiên roti. Ở đây mình đang có mấy cái gốc thịt đùi, đùi cái phần trên đó. Nè. Rất là ngon. Những cái miếng thịt nạc chiên roti nha. Bây giờ thì mình đang có chuẩn bị ở đây một cái khay để đựng thịt gà. Mình sẽ để đây. Và bây giờ lần lượt là mình, trước khi ướp thì mình xiên thịt cho nó thấm á. Mình xiên xiên vậy nè cho gia vị nó thấm vô để mình ướp á. Đó, cái này nó ngon nhọn lắm. Cái này nó là cái phần gốc ở gần ở trên đùi á, nó rất là nạc luôn. Để xỉa xỉa cho nó thấm gia vị vô. Rồi ok, bỏ cái này vô đây tí rửa. Bước tiếp theo là mình sẽ ướp gia vị. Ở đây mình có một cái chai rượu trắng, vodka rượu trắng. Mình sẽ cho vào gà. Cái tay mình nó đang trơn quá. Mình chế một ít rượu vô. Rồi. Đủ để ướp cho miếng gà nó bán cái mùi tanh đi. Mình lăn đều cái miếng gà cho nó thấm rượu á. Rồi. Sau khi đã lăn đều cho nó thấm rượu thì mình lật cái miếng da gà lên. Rồi ok. Bây giờ là mình ướp nha. Mình sẽ để cái này nè cho mọi người thấy. Mình ướp gà. Sau khi ướp rượu rồi thì mình cho cái phần hành tỏi vô để cho nó bám cái mùi tanh của thịt gà đi. Bán cái mùi tanh đi. Rồi tiếp tục mình cho nước mắm nè. 4 miếng gà thì mình đã làm 2 muỗng nước mắm. Rồi 1 muỗng hạt nêm. 1 muỗng canh đó nha. 1 muỗng canh hạt nêm. Rồi, tiêu, một muỗng tiêu, muỗng cà phê tiêu, bỏ vô luôn. Một muỗng canh đường. Rồi, một muỗng hạt, một muỗng thôi, ngũ vị hương. Kế đến là nước mắm. Tiếp tục là dầu hào.
Bây giờ mình trộn đều lên, trộn đều cái thịt gia vị này vô cái thịt. Nếu mà mọi người có bao tay thì đeo bao tay vô trộn cũng được, mình thì lười á, mình trộn như thế này cũng được. Nếu ăn ớt cay cay thì bỏ thêm ớt, còn ông xã mình không có ăn ớt, mình không có bỏ ớt. Này làm cho ông xã ăn. Rồi, để cho nó ngấm từ từ nha, thấm gia vị, nửa tiếng sau mình mới đi chiên. Ok, thấm gia vị. Rồi, ok. Khi mình đổ hết gia vị vô thì mình trộn đều gia vị cho nó hòa tan trong những cái miếng thịt gà. Rồi ok, bây giờ mình để đây cho thịt nó ngấm, là lát nữa mình đi chiên nha.